sắc dư sâu cho trần gian. Đây lời Chúa nói với đám đông: các ngươi tìm ta không vì thấy phép lạ, mà vì đã được ăn no. Hãy làm việc không vì của ăn hư nát, nhưng vì của ăn làm cho được sống đời đời. Bánh bơi trời, bánh không trời ở dưới đã ban, mà chính Cha ta đã ban. Vì bánh Thiên Chúa là phần từ trời xuống và ban dư sắc dư sâu cho trần gian. Đây lời Chúa nói với đám đông: hãy tin vào ta, tin rằng Cha trên trời sai ta xuống chân cứu thế. Bánh từ trời sẽ làm dịu đi cơn đói, ai mà tin ta sẽ không hề khát bao giờ. Bánh bơi trời, bánh không trời ở dưới đã ban, mà chính Cha ta đã ban. Vì bánh Thiên Chúa là phần từ trời xuống và ban dư sắc dư sâu cho trần gian. Trần gian. Đây lời Chúa nói với đám đông: các ngươi tìm ta không vì thấy phép lạ, mà vì đã được ăn no. Hãy làm việc không vì của ăn hư nát, nhưng vì của ăn làm cho được sống đời đời. Bánh bơi trời, bánh không trời ở dưới đã ban, chính Cha ta đã ban. Vì bánh Thiên Chúa là phần từ trời xuống và ban dư sắc dư sâu cho trần gian. Đây lời Chúa nói với đám đông: hãy tin vào ta, tin rằng Cha trên trời sai ta xuống chân cứu thế. Bánh từ trời sẽ làm dịu đi cơn đói, ai mà tin ta sẽ không hề khát.